Các bác ơi, em Hiền vừa về thêm được hai cặp là Eric, một thương hiệu hàng xịn của Mỹ, bát CIF xịn đó luôn các bác nhá. bác của nó là bác xịn luôn, Eric. Đấy, em xin lỗi các bác là bát RCF các bác nhá, RCF. Các bác nhìn cái bác xịn của nó này, nhìn rất là đã, nhìn cái từ này. Trời ơi, hàng xịn thì bao giờ nhìn cũng đẳng cấp nha. Con này của nó thể đánh cho các bác là bao phê, bao rung rốn, bao rung nhà luôn. Thì với con này, nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn các bác ạ Và các bác có thể nhìn qua về con bát này để các bác cảm nhận nhá Này, con này của nó là côn, của nó là hình như là côn uh... Đây, cho các bác xem Côn của nó hình như là côn 90 các bác Con này của nó là côn 90 Đấy, Nhìn cái chân xương này và mặt đằng trước các bác nhìn thấy con này của nó rất đẹp luôn Thấy không? Đấy, màng của nó là màng chống nước và hai lớp gân vải vẫn còn nguyên keo này Đấy, rất êm, rất là mềm mại luôn và chép của nó đây. Anh em ai à, nhìn thấy chép, của con này của nó là chạy theo chép của DC nhá. Một cái dòng chép đến từ uh, Italia và út của nó đây. Các bác nhìn thấy con này của nó bị út rất đẹp luôn và với con này thì phân tần của những dòng uh, loa Mỹ các bác ạ, à. thì các bác có thể nhìn thấy phân tần của nó phân tần ngược các bác nhá. Phân tần của nó là linh kiện nó nằm úp về cái mặt kia. Nó giống như dòng loa GB, giống như dòng loa BV như của Mỹ á thì phân tần này người ta gọi là phân tần úp ngược. Đấy thùng vách của nó thùng chống nước các bác nhé thùng chống nước và tất cả các bác anh em ai lấy cặp loa 30 này các bác chơi trong phân khúc gia đình các bác chơi ở uh, uh, phân khúc là um, karaoke đi làm kẹo kéo đi làm sự kiện các bác nhìn cái keo hồng của nó này keo xịn đấy. đấy. một cặp loa đáng để chơi và em để cho các bác với giá cực kỳ là tốt thôi riêng cặp 40 này cho các bác xem qua một cái thông số này thùng vách này y căng này đấy con này của nó thùng của nó thùng dạng dạng cân các bác nhá Đấy, mấy cái chỗ lỗ à, bắt vít này thì anh em thợ là còn chưa ấy này Đấy, chưa vệ sinh này Đấy, và khi gửi đi cho các bác là sẽ lắp đủ ốc vít cho tất cả anh em nhé thùng cân Đấy, con này của nó là bát 25 cũng là thùng cân Đấy, và cho các bác xem thông số về con này trước Và lát này em sẽ giới thiệu luôn cho tất cả các bác rất nhiều đồ chơi Thì à, đối với con Eric này các bác này Công suất của con thùng 30 này của nó là 500W Mắc của nó là 1.000 các bác nha Mắc của nó là 1.000 Công suất hoạt động liên tục là 500 Đấy trở kháng của nó là 8 ôm và con này của nó là độ nhạy của nó lên đến 131 decibel dã man toàn đòi luôn độ nhạy của nó các bác mở nhỏ cũng hay mở to cũng hay nói chung là như con này của nó đẳng cấp con này của nó là RH612 Đấy, đây là cái chạm loa của nó đây Đấy, Eric này www.eric.com anh em ai biết về con này thì các bác biết này, một cái thương hiệu nó quá nổi tiếng luôn ai mà chơi đồ Eric thì các bác biết cực kỳ là đẳng cấp luôn và quay lại cho các bác xem về con 25 thì thùng vách của nó cũng cực kỳ là đẹp con này công suất hoạt động liên tục của nó là 300 mắt của nó là 600 các bác nhá. RH610. Đấy, độ nhạy của nó lên đến 127 dB, cũng là một con số khủng khiếp. Đấy. Con này của nó thì là hàng xịn các bác nhá. Bao cho các bác là zin đét 100% luôn thùng cân. Đấy, thùng vách của nó còn cực đẹp, anh em thợ dọn dẹp đẹp hết rồi. Và nói về cái e cang của con này thì các bác nhìn thấy trong nó có bạc ngàn không? Đẹp không? Đấy, đây là con 40 này. Đấy, đây, là con 40 này. Đấy, đây là con 40 này, đây là con 25 này. À xin lỗi các bác, đây là con 30. Đây là con 25. Và cho các bác xem qua về nội thất của con 25 đây Đấy, Eric nhá Thì các bác nhìn cái tem này của nó là Chắc là do kiểu anh em tháo mẫu ra rồi đặt xuống dưới đất Nó hơi chảy cái tem này một xíu thôi Không có ảnh hưởng gì Đấy, và cho các bác xem bát của nó này Ủa, bát đẹp lắm các bạn Thấy chưa Bát của nó màng chống nước nha Phân tần của nó thì đều là phân tần ngược Đấy, phân tần hai con này của nó đều là phân tần ngược các bác nhá Bông của nó vẫn còn nguyên này Chép của nó thì như nhau Đấy, và với con này thì anh em ai lấy con À, uh, uh, Eric Yeah. một cặp duy nhất này một cặp 30 và một cặp 25 đối với cặp 25 này em để cho các bác với giá là 5 triệu 500 nghìn đồng 5 triệu rưỡi anh em ai chốt cặp Eric này đánh phòng 30 40 mét vuông Ok nè Còn đối với cặp 30 này các bác đánh cặp ở phòng 50 60 mét vuông quay đầu không cần súp luôn bởi vì độ nhạy nó cao lắm các bạn 130 để 127 để là quá đã man rồi Đấy. thì thùng vách đẹp hết các bác nhá anh em ai chốt cặp này thì các bác lấy luôn này Đấy, 5 triệu rưỡi một cặp bát 25 và 7 triệu rưỡi một cặp bát 30. Ai chốt thì các bác có thể lấy luôn cho em Hiền hai cặp này. Đấy, chơi luôn cả hai cặp cho đẳng cấp mỗi loại một cặp thôi. Và em về cùng với lại cái lô Eric này của nó là một dòng đẩy PPK CA 2500, một thương hiệu cũng đến từ Mỹ. con này đánh cặp 25 là đánh lòi côn luôn các bác nhá. Công suất gần là 1000 W. ở ngưỡng 8 ohm, mạch có lát hát, sai ngắn này. Bác nhìn không? Size của nó chỉ tầm khoảng 35 phân thôi. Đấy, 35 phân, 32 phân thôi, rất là gọn gàng. Đấy, và rất nhiều bác hỏi con này bao nhiêu sò, mạch của lăn hát đánh phét bù áp không có sò. So. Đấy, như con này của nó các bác đánh cặp 25, cặp 30 lôi côn luôn. Đấy, công suất mắc của nó là 1200 W còn hoạt động liên tục là 1000 ở ngưỡng 8 u Anh em ai lấy con này em để cho các bác với giá cực kỳ là tốt luôn này. Mên mạch zin 100% nhá. 2 triệu 100 000 đồng không bàn đừng trả giá bao vận chuyển toàn quốc luôn mỗi con em chỉ cộng thêm 100 trăm nghìn tiền công các bác đừng trả giá em làm gì nếu các bác trả giá xin phép không bán ok chưa mặt mũi đẹp tiếng tăm hay tiếng cực sáng Đấy. rất lành cực bền trước khi gửi đi là vệ sinh lau chùi sạch sẽ con này là con ca hai nghìn của hãng vpk còn đúng một hai con em bán cho các bác với giá là hai triệu một và một con này con vpk ca hai nghìn thì con này của nó là thuộc dạng là tốt về đẳng cấp rồi các bạn đừng bàn về nó nữa mạch can lắp đi Công suất hoạt động liên tục của con này nếu như mà nói về ở ngưỡng 4 ôm của nó là 2.900W. Tức là 1.450W trên một kênh ở ngưỡng 4 ôm. Còn nếu mà các bác đánh ở ngưỡng 8 ôm thì công suất hoạt động liên tục của nó là 900W trên một kênh. Đấy, mắc của nó có thể lên cho các bác là tầm khoảng 1 000 1 000 Bởi vì nó đánh là đánh mạch cờ lát đê, các bác ạ. À. Mạch cờ lát đê nó không có sò đâu các bác nha. Các bác lưu ý nha. Đấy, tụ của nó là 160V cơ các bác ạ tụ nó điện áp nó đánh cao gấp 3 lần so với lại một con đẩy bình thường biến áp đây đấy, tụ 160V con này có nó cực kỳ hiếm có em còn đúng một con để cho các bác với giá vốn 4, 4 triệu đồng con này đấy, 2 cặp 30 2 cặp 40 phang tẹt bù luôn các bác nhá 4 triệu một con duy nhất anh em ai chốt lấy luôn nhập hiền 4 triệu một con đẩy như thế này nó thật các bác là VPK hàng bãi xịn luôn nha con này của nó thì là gần như là tỷ lệ mới của nó đến tầm khoảng 85 90 phần trăm cực mới luôn Đấy, anh em ai lấy thì các bác chơi karaoke gia đình nghe nhà. Đấy. Trước khi gửi đi là em sẽ thổi bụi nhá. Con này còn nó là nguyên bụi luôn. Chưa qua vệ sinh này. Chưa qua lau chùi gì luôn các bác này. Đấy, nguyên bụi. Đấy. anh em ai chốt con này các bác lấy luôn. Và trên video ngày hôm nay em Hiền cũng đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Đấy, từng mã số 1 cho đến mã số 4 anh em ai cần các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để ngoài tiêu đề 0923 993 93 Anh em cho em Hiền xin một like và một đăng ký kênh để chúng ta sẽ theo dõi những video tiếp theo các bác nhá. Trời ơi ôi đẹp quá các bác ơi, Eric xịn này 7 triệu rưỡi này. Anh em ai chốt là bao vận chuyển toàn quốc luôn. Rồi à, 5 triệu rưỡi này, bao vận chuyển toàn quốc luôn. Đấy, giá này quá là ok các bác ơi. Nhớ like cho em nha, nhớ là chia sẻ mạnh tay cho em Hiền nha và đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo các bác nhá. Xin chào.